Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác xúc tiến đầu tư thương mại và hợp tác đối ngoại tại Ukraine. Huyện Mỹ Hào đưa trung tâm dịch vụ hành chính công vào hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Hợp tác xã Nhãn Lồng, Đễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên mở ra hướng đi hiệu quả cho nông dân trồng nhãn. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường phối hợp xử lý xe rù bến cóc. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, đoàn cán bộ lãnh đạo của tỉnh do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác xúc tiến đầu tư thương mại và hợp tác đối ngoại tại nước Cộng hòa Ukraine. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành và huyện thành phố. Tại thành phố Kharkov, Ukraine, đoàn công tác đã thăm và làm việc với Hội người Việt Nam và Hội doanh nhân Việt Nam tại Kharkov. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao tính tổ chức sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Kharkov. Trong quá trình hòa nhập với xã hội sở tại, cộng đồng kiều bào tại Ukraine vẫn gìn giữ và duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên mong muốn lãnh đạo các tổ chức hội đoàn thể trong cộng đồng sẽ quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận để duy trì và phát triển các hoạt động của cộng đồng trong tương lai và bày tỏ hy vọng cộng đồng doanh nhân người Việt tại Ukraine quan tâm đầu tư vào tỉnh Hưng Yên, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp đó, đoàn công tác đã phối hợp với các tổ chức hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Kharkov cùng Hội đồng Hương Hưng Yên tại Kharkov tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên tại Kharkov. Tại đây, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Hưng Yên và khẳng định với tiềm năng lợi thế truyền thống văn hiến của tỉnh là những điều kiện thuận lợi để đầu tư kinh doanh phát triển. Đặc biệt, trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ, nhờ đó Hưng Yên đã có bước phát triển đáng trân trọng. Tỉnh Hưng Yên luôn mở cửa mời gọi các nhà kinh doanh, các kiều bào trên thế giới, trong đó có những người con Hưng Yên đầu tư về tỉnh nhà. Về phần mình, tỉnh Hưng Yên cam kết có nhiều chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư cùng chia sẻ trách nhiệm và tạo điều kiện hỗ trợ mọi mặt để các doanh nghiệp hoạt động được tốt nhất. Đoàn công tác của tỉnh đã tham dự lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 do Hội cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Kharkov tổ chức và thăm hỏi tặng quà tri ân các gia đình người có công với đất nước. Làm việc với Hội đồng Hương Hưng Yên tại Kharkov, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư, đồng thời cũng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Đồng chí khẳng định tỉnh luôn trân trọng tình cảm, đóng góp của kiều bào Hưng Yên đối với quê hương, với tỉnh. Mong bà con kiều bào Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử văn hóa yêu nước cách mạng của tỉnh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, công tác, khẳng định vị thế tại Ukraine, trên cơ sở đó tăng cường ủng hộ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại quê nhà, tăng cường hỗ trợ hợp tác và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại tỉnh. Đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã thông báo với Đại sứ quán về chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Hưng Yên, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị đồng chí đại sứ và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tiếp tục giới thiệu, quảng bá và khuyến khích các doanh nghiệp Ukraine tìm hiểu môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh để tiến tới đầu tư và kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên, cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đã thành công ở Ukraine trở về đầu tư tại Hưng Yên.
Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trong việc xúc tiến mở rộng quan hệ với Ukraine nói chung và tỉnh Kharkov nói riêng, cũng như thúc đẩy việc kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Đại sứ bày tỏ hy vọng rằng sau chuyến công tác lần này, tỉnh Hưng Yên sẽ thúc đẩy hơn nữa việc tìm kiếm và triển khai các dự án hợp tác với Ukraine phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của Hưng Yên, góp phần thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. Huyện Mỹ Hào vừa đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả. Trung tâm được thiết kế xây dựng theo kiến trúc văn phòng với tổng diện tích là 790 m², trong đó có 3 tầng, gồm tầng 1 là phòng một cửa liên thông, tầng 2 là phòng làm việc và tầng 3 là kho lưu trữ. Theo đó, trung tâm được thành lập và điều động cán bộ từ các phòng ban chuyên môn như văn phòng đăng ký đất đai, công thương, xây dựng, tư pháp về làm việc tại đây. Hồ sơ giấy tờ sẽ được tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ và trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Bên cạnh việc xử lý hồ sơ và hướng dẫn tại trung tâm thì các cá nhân và tổ chức có thể thực hiện việc khai báo hồ sơ qua cổng thông tin điện tử với sự tư vấn từ các cán bộ của trung tâm thông tin. Với mô hình này, trong 7 tháng vừa qua, huyện Mỹ Hào đã phê duyệt trên 2.300 bộ hồ sơ và được trả đúng hẹn, đạt trên 99,3%. Vụ nhãn năm nay, huyện Khoái Châu có hơn 1.600 ha đang cho thu hoạch, ước thu gần 20.000 tấn quả. Trong đó có 120 ha nhãn Việt Gáp đã được thương lái đặt mua hết từ đầu tháng 8. Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Khoái Châu, vụ nhãn năm nay huyện Khoái Châu có 1.600 ha đang cho thu hoạch, trong đó có 120 ha nhãn trồng theo hướng Việt Gáp, ước đạt sản lượng khoảng 20.000 tấn. Sản lượng tăng gần 50% so với năm ngoái. Nhưng nhãn năm nay lại được giá trung bình từ 25 đến 30.000 đồng một kg. Những trà nhãn sớm, nhãn Việt Gáp, nhãn T2, T6 và nhãn Miền Thiết, người trồng nhãn ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, Ông Đình, An Vĩ bán ở mức giá từ 40 đến 50.000 đồng một kg. Đáng chú ý là do làm tốt khâu thông tin quảng bá nên toàn bộ sản lượng nhãn Việt Gáp của huyện Khoái Châu đã được các siêu thị đặt mua hết ngay từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghiêm quy định trồng chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cùng phối hợp tìm đầu ra cho sản phẩm, cách làm sáng tạo của 90 hộ trồng nhãn trong tổ trồng nhãn Việt Gáp thuộc hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã mở ra hướng đi hiệu quả để người trồng nhãn của các địa phương trong tỉnh học tập và làm theo. Do mới vào đầu vụ, vì vậy gần 400 tấn quả của các hộ trong tổ trồng nhãn Việt Gáp thôn Nễ Châu vẫn đang chờ tới nước mới thu hoạch. Được mùa, nhưng các hộ dân ở đây chưa bao giờ gặp khó khăn về tìm đầu ra cho nhãn của mình. Qua các đơn hàng đã ký kết bán cho Vingroup, An Việt, Vietnam Airlines, nên toàn bộ sản lượng nhãn của các hộ đã cơ bản được tiêu thụ hết, dù phần lớn vẫn còn trên cây. Các đơn hàng có được đều do xã viên trong hợp tác xã tự bảo nhau đi chào hàng tiếp thị. Hiện tại bây giờ chúng tôi rất là nhiều các đối tác, các tập đoàn đã siêu thị đã về chúng tôi để mà xâm nhập và cũng để mua hàng. Nhưng ngày hôm nay cũng có một số tập đoàn cũng đã về để đăng ký với tôi để mua hàng. Nhưng chúng tôi không nhận lời. Vì làm sao là chúng tôi không dám nhận? Vì là thực sự mà nói thì các cái nhãn trôi nổi của các cái xã bạn cũng như trong vùng mà không làm Việt Gáp thì chúng tôi không dám lấy đến. Vì nếu mà lấy thì nó mất thương hiệu của chúng tôi. Và chúng tôi đang dự kiến bán tại vườn mà cắt cuống thì là 40, mà để chùm là chúng tôi sẽ dự kiến là 35. Thành quả này có được bắt đầu từ năm 2015 là năm đầu tiên các hộ trong hợp tác xã thực hiện chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, tức bón phân gì, phun thuốc gì, liều lượng bao nhiêu, thời gian khi nào đều phải theo đúng chỉ dẫn, nhật ký chăm sóc. Thay đổi cách chăm bón tự phát, manh mún đã ăn sâu vào người trồng nhãn từ nhiều đời nay, dù khó khăn ban đầu nhưng không thể không làm được. Trái ngọt đem lại là nhãn của các hộ trong tổ trồng nhãn Việt Gáp luôn có đầu ra ổn định, bán được giá cao. Trước đây khi chúng tôi chưa trồng Việt Gáp thì rất là lo đầu ra, vì giá cả rất bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái. Nhưng từ khi trồng Việt Gáp, bất cứ được mùa, mất mùa thì vùng chúng tôi không còn lo về đầu ra.
vì chúng tôi cố gắng giữ uy tín đối với các siêu thị và các khách hàng, bạn hàng của chúng tôi đã chung thân với nhau rất là lâu năm này rồi. Nên giá cả thường thường là so với giá các thương lái mua thì hàng chúng tôi vì tiêu chuẩn đòi hỏi rất là cao thì thường thường giá chúng tôi so với thị trường cao gấp rưỡi. Riêng công của làm Việt Gáp thì tất nhiên chúng tôi phải làm nhiều công hơn rồi, mà tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Nhưng mà hiệu quả kinh tế ngược lại thì ngành công rất là cao. Được mùa, được cả giá bán, điều tưởng như khó, nhưng 90 hộ trong tổ trồng nhãn theo Việt Gáp của Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu đã làm được. Nhờ thực hiện nghiêm quy trình chăm sóc nhãn theo Việt Gáp và giữ chữ tín với các khách hàng, nên trong mấy năm vừa qua, việc tiêu thụ nhãn của các xã viên nơi đây rất thuận lợi. Nhãn được mùa, nhưng vấn đề tiêu thụ không còn là nỗi lo của các xã viên. Không những bán dễ mà còn bán được với giá cao. Tiếp tục thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngày 3 tháng 8 năm 2018, xã chỉ đạo huyện Văn Lâm đã ra quân tiến hành cưỡng chế giải tỏa đối với 4 hộ gia đình ở thôn Nghĩa Lộ và Cát Lư, vi phạm về xây dựng tường bao, liều lán, chuồng trại trái phép trên đất nông nghiệp. Các hộ gia đình này đã vi phạm về xây dựng tường bao với diện tích trên 360m2 và 55m2 lều lán, 45m2 chuồng chăn nuôi từ năm 2016 đến nay. Trước đó 15 ngày, Ban chỉ đạo giải tỏa của xã chỉ đạo đã có văn bản gửi đến từng hộ gia đình trong diện bị giải tỏa, tuyên truyền vận động các hộ gia đình đã tự giác tháo dỡ một phần công trình. Đặc biệt, có một hộ gia đình ở thôn Nghĩa Lộ đã tự giác tháo dỡ hoàn toàn phần diện tích vi phạm. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng và các phương tiện phục vụ cho công tác giải tỏa đã tiến hành tháo dỡ triệt để những phần còn lại của các công trình vi phạm. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Nhờ quản trị doanh nghiệp tốt, ký kết được nhiều đơn hàng hiệu quả, nên doanh thu của công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long trên địa bàn xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào tiếp tục đạt khá, mức lương thưởng cho người lao động được giữ vững. 6 tháng đầu năm 2018, công ty đạt doanh thu 10,5 triệu đô la Mỹ trên tổng kế hoạch cả năm là 22 triệu đô la Mỹ. Các khoản lương thưởng cho người lao động đều tăng cao hơn so với năm 2017. Lương bình quân của gần 2.800 lao động là 6,8 triệu đồng một người trên tháng. Dự kiến mức thưởng Tết bình quân cả năm là trên 2,8 triệu đồng một người một tháng. Trong khi thời gian làm việc của công nhân giảm 30 phút so với năm 2017 xuống còn 9 giờ 30 phút một ngày. Hiện công ty đang mở rộng nhà xưởng sản xuất, tạo thêm việc làm mới cho gần 300 lao động. Sản phẩm may chủ yếu là gia công quần áo, hàng jacket và đồ bơi xuất sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong 5 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm, công ty nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp may dẫn đầu tỉnh về tiền lương và thưởng Tết cho người lao động trong nhiều năm liên tục. Những năm gần đây, cùng với việc khuyến khích bà con phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với tiêu thụ sản phẩm, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi còn tập trung để mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ được tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư mở rộng sản xuất, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp của xã phát triển theo hướng tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh Hợp tác xã Trạm Bạc có 318 hộ, thu hút 486 lao động với mức lương trung bình 5 triệu đồng một tháng. Xã còn có Hợp tác xã Cơ khí Tân Tiến thu hút 17 công nhân với mức lương 6-7 triệu đồng một tháng. Trên địa bàn xã cũng có thêm 2 công ty may và công ty gia công mây che đan đã thu hút và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với mức lương trung bình 4-5 triệu đồng một tháng. Với sự thay đổi trong cách làm kinh tế, người dân trong xã đã có thu nhập bình quân đầu người 38,5 triệu đồng một năm. Từ nguy cơ giải thể năm 2005 đến nay, Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đã có dư nợ cho vay trên 38 tỷ đồng. Nhiều gia đình được vay vốn thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Để lấy lại được lòng tin từ người dân thời gian qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Thanh Long đã thực hiện linh hoạt các giải pháp trong thủ tục vay vốn và tiền gửi. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, tổng nguồn vốn huy động của quỹ đạt gần 90 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 38 tỷ đồng cho hơn 600 người vay vốn. Trong đó, chủ yếu là cho vay để đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển làng nghề Thụy Lân, phát triển kinh tế tại địa phương. Nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu như anh Hoàng Văn Thể làm nghề mộc, anh Tạ Văn Đãn làm nghề mạ kẽm, anh Nguyễn Duy Thi thu nhập bình quân của xã đạt trên 30 triệu đồng một người một năm. Thực hiện chỉ thị số 1098 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm tra xử lý xe dù bến cóc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các xe dù bến cóc nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Hiện nay, tình trạng các phương tiện vận tải hành khách đón trả khách tùy tiện vi phạm các quy định về quản lý vận tải, hiện tượng xe dù bến cóc có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2018, đội Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra 85 lượt phương tiện, phát hiện 38 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 124 triệu đồng, trong đó hàng hóa có 8 trường hợp, vận tải khách 30 trường hợp, hợp đồng không đúng là 16 trường hợp, xe taxi 5 trường hợp, sai tuyến đối với xe buýt 7 trường hợp và xe dù là 2 trường hợp. Các vi phạm chủ yếu là đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chạy không đúng tuyến, không có lịch trình, không có phù hiệu theo quy định. Các phương tiện hoạt động trái hình tuyến cố định đã gây mất an toàn giao thông và cạnh tranh không lành mạnh. Để tăng cường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hưng Yên vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho trên 300 cán bộ hội viên nòng cốt và nữ tiểu thương các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung về tình hình cháy nổ và kết quả triển khai thực hiện luật phòng cháy và chữa cháy tại địa phương và các đơn vị cơ sở, những vấn đề cần rút kinh nghiệm từ các vụ cháy điển hình đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng, công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại nơi công tác và gia đình, trách nhiệm của cá nhân và gia đình về công tác phòng cháy chữa cháy. Sau buổi tập huấn, các học viên còn được cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh hướng dẫn thực hành cách sử dụng các phương tiện bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, gần 16 năm gắn bó với nghề bác sĩ Đào Mạnh Trung, phó trưởng khoa cơ xương khớp, tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, luôn ghi nhớ lời dạy của bác, lương y phải như từ mẫu để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy quan tâm chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc chính người thân trong gia đình. Sinh năm 1978 tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Trung đã trở về quê hương để cống hiến giúp đời. Những ngày đầu về công tác, anh luôn thể hiện hết trách nhiệm của mình. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, những người đi trước, miệt mài nghiên cứu sách vở, tài liệu khoa học, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức. Nếu những năm trước đây, bệnh nhân xương khớp chạy thận và lọc máu đều phải chuyển lên tuyến trung ương để điều trị, thì từ năm 2010, sau khi khoa cơ xương khớp, tiết niệu và lọc máu được thành lập, anh đã mạnh dạn đề xuất với ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa cho triển khai điều trị lọc máu tại bệnh viện nhằm giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên, giảm bớt gánh nặng về chi phí đi lại, tạo được niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân mắc phải căn bệnh nguy hiểm mà phải nằm viện điều trị dài ngày. Bác sĩ Trung thì thường hầu hết thời gian là bác sĩ đều ở viện cả ngày lẫn đêm suốt, cho nên bất kể những lúc nào mà tôi có triệu chứng gì là gọi một cái này đều có bác sĩ Trung đến, và còn có cô nhân viên thì phục vụ rất chi là tận tình, coi như chúng tôi là người nhà. Ở bác sĩ Trung, đồng nghiệp và bệnh nhân không chỉ thấy một bác sĩ giỏi về chuyên môn mà ở anh còn là một người gần gũi, nhiệt tình, ân cần, hết lòng quan tâm đến bệnh nhân và giúp đỡ đồng nghiệp.
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh cùng với đồng nghiệp nỗ lực phấn đấu để xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực và những biểu hiện gây sách nhiễu với bệnh nhân trong quá trình khám và điều trị bệnh. Về vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thì bác sĩ Trung là một con người rất là cầu thị sự tiến bộ, thường xuyên học tập và nâng cao cái trình độ chuyên môn của cả hai lĩnh vực bệnh lý cơ xương khớp cũng như các bệnh lý chuyên sâu về lòng máu. Bác sĩ Trung là người có một cái tâm lòng yêu nghề, yêu người bệnh. Bác sĩ không quản thì khó khăn vất vả, không quản đêm hôm sớm tối, ngày nghỉ ngày lễ, thường xuyên là có mặt tại khoa phòng ở bệnh viện để gì lãnh đạo chỉ đạo cũng như thực hiện các kỹ thuật để điều trị cho bệnh nhân cũng như cấp cứu bệnh nhân trong những trường hợp mà bệnh nhân nặng. 16 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Trung không nhớ đã chăm sóc cho bao nhiêu bệnh nhân, giành lấy sự sống cho bao người. Chỉ biết rằng hàng ngày anh vẫn miệt mài cùng các đồng nghiệp của mình thầm lặng chăm sóc người bệnh bằng những cử chỉ ân cần, bằng những lời động viên an ủi giúp bệnh nhân vượt qua những cơn đau và sự thiếu thốn về vật chất. Chỉ chừng ấy việc thôi tưởng như đơn giản nhưng cần cả cái tâm của người thầy thuốc.